là hốt cái gì hả? Chị hốt khoản nợ em. Chị hốt khoản nợ mà nhà sản xuất đã cũ hạnh nhân đưa ra. Còn thứ hai nữa là làm thứ hai nữa là gì ta? Cái chị là quyết định làm điều đó. À, ok. Trời, cái nói chung là đàm phi này chị nghĩ rằng là kim tuyến chứng kiến, xương nghị chứng kiến, chứng ngọng chứng kiến, và kể thì chắc là 1001 đêm mới kể hết, và chắc mình sẽ livestream để kể từ đầu đến cuối, vì mỗi lần mà chị kể mọi người nghe như là một câu chuyện cổ tích. Là bởi vì thật ra lúc đó thì chị chỉ là một cái vai là diễn viên thôi, chứ không phải là diễn viên vai thiên nhiên, chứ không phải là nhà sản xuất đâu. Thì thì không biết như thế nào, nhưng mà cái năng lực tài chính của cô Hạnh Nhân thì nó khá là yếu, và gần như là chỉ có 1 tỷ mấy, 2 tỷ khi bắt đầu bóc máy thôi. Thì nên là khi đoàn phim quay mới có 1 tuần ở trên Đà Lạt là bắt đầu vỡ nợ khách sạn, thì giữ passport của đoàn Hàn Quốc, rồi ekip cũng bị giữ, rồi thậm chí là bên nợ cả tiền ăn cơm, gần như là đã bắt đầu bế tắc. Rồi âm thanh ánh sáng là họ cũng bắt đầu cho xe rút quân về đình công ha. Rồi tất cả nghệ sĩ diễn viên giờ cũng không biết làm gì hết. Thì lúc đó là Kỳ đang ở một cái khu biệt thự khác, Kỳ không biết. Thì Kỳ sao Kỳ gì vậy? Nó là một cái sự đối lập đấy chị. Mọi người thì đình công mà còn chị thì sung sướng trong cái biệt thự đó chị. Nhưng mà cái đó là cái câu chuyện chị đang kể vậy mọi người. Không, mọi người thông cảm là bởi vì Kỳ đã xác nhận đây là truyền thông mọc. Nghĩa là Kỳ sẽ không nói dối, không nói quá và không scandal. Và nó là mọc thật sự luôn, mọc mà kiểu mà lông chừng luôn. Chứ không nói quá thì thật sự là lúc đó Kỳ đang ở một khu biệt thự khác. Thì lúc Đà Lạt tháng 11, 12 mưa mà. Thì cái Hạnh Nhân canh, không biết là có canh hay không, nhưng mà tự nhiên đang lúc trời mưa Kỳ đang ở trong phòng, tự nhiên thấy bạn đứng ở ngoài sân mà đã mưa rồi, cái tự nhiên Kỳ kéo rèm ra, bạn đủ rồi, lạnh khóc, mình sợ quá, em bị sao vậy, bị sao vậy? Cái bạn mới vô kêu chị ơi, chị phải cứu em ABC. Xong bạn vô, bạn mình lúc đó mình cảm thấy bạn bị bứng loạn á, kiểu mà tinh thần không ổn định luôn. Bạn nói bây giờ em lỡ dại rồi, bây giờ em bla bla đó, em làm như vậy rồi, bây giờ đoàn phim không có âm thanh sáng mà bây giờ làm như vậy sẽ chết, thật ra dự án này rất tốt và kỳ vọng này nọ. Thật ra thì cái tính cách của Kỳ thì Kỳ rất là thiên về nữ quyền, có nghĩa là Kỳ nghĩ rằng sau này con đường sau này của Kỳ mà lớn tuổi hơn nữa thì Kỳ cũng sẽ hướng về những cái hoạt động nữ quyền. Thì mình mới thấy rằng là một dù sao đi nữa bạn cũng là một bạn nữ trẻ, có thể là bạn chỉ vấp ngã thời điểm đầu thôi, và mình nghĩ rằng nếu mà mình giúp bạn thời điểm đầu, bạn có thể vượt qua. Và mình cũng không muốn rằng thật ra nhà sản xuất nữ ở trong giới mình nó không có nhiều, nên là Kỳ cũng nghĩ rằng nếu mà nó trong phạm vi khả năng của mình thì Kỳ sẽ giúp. Đặc biệt đó là còn đoàn Hàn Quốc nữa, tự nhiên họ cũng bị hoảng loạn khi mà họ qua Việt Nam, mà giống như họ nói giống như một sự lừa đảo là tự nhiên qua Việt Nam xong giờ họ không ra được khỏi khách sạn, họ bị giữ sân bay, họ bị giữ passport. Thì bạn mình mới nói là tại sao em liều quá vậy, sao mà em không có kinh phí mà em làm điều đó là ảnh hưởng rất là nhiều. Mà lúc đó là đoàn phim coi như là đoàn phim ăn bị gói, mà kiểu mà họ sót ruột đó nữa, mà họ hái cây rau ngoài lề đường á để bỏ vô đó, là những con người mà giống như những anh chị mà làm hậu kỳ họ, đúng rồi quanh khách sạn đó. Thì mình mới nói vậy, thì bạn mới nói rằng là tại vì do một số nhà đầu tư rút ra nên là em bị chới với, bây giờ em chị cho em mượn 6 tỷ đi, em hứa rằng là sau đó em sẽ có kinh phí em làm tiếp. Thì mình mới nói là ok, chị sẽ cho em mượn 6 tỷ nhưng mà em phải cam kết rằng là em phải vận hành được này nọ, thì bạn hứa. Thì rõ ràng mình đưa 6 tỷ xong thì cái hoạt động lại đoàn phim một tuần nữa lại gãy nữa. gãy xong rồi mình cảm thấy không được, tại vì em cứ mượn tiếp là thành ra chị thành nhà đầu tư luôn rồi, không được. Tại vì ngay từ đầu chị xác nhận đây không phải là một cái business của chị, đây chị chỉ tham gia, và thực ra lúc đó là Kỳ còn chưa sẵn sàng cho quay lại nghệ thuật, vì do lúc đó Kỳ còn đang làm giải trí nên là mình cũng không có sẵn sàng, nên là em đừng kéo chị vô cuộc nữa. Thì lúc đó là tự nhiên cả đoàn phim lại ngừng lại, có nghĩa là mọi người nghe rằng là chị Kỳ không rót vốn nữa nên là cả đoàn phim ngừng lại. Thì mới để ra chị rằng là
hồi xưa bạn qua bên Hàn Quốc thì bạn cũng mời mọi người, thì bạn cũng giới thiệu là ồ, diễn viên chính là Lý Nha Kỳ, thì anh Han với ông đạo diễn Phở thì cũng thấy là profile này nọ thì mọi người mới qua. Và cái ngày đầu tiên anh Han qua là bạn còn chưa ký hợp đồng và chưa chuyển tiền, và mọi người vẫn họp báo. Thì lúc đó anh Han và bác đạo diễn lại nghĩ Kỳ là nhà sản xuất. Ngay từ đầu mọi người mặc định như vậy. Thì mọi người biết rồi, tại vì tiếng Anh, tiếng U thì nó cũng hay bị sai về ý nghĩa. Thì cái bạn trợ lý của anh Han mới hỏi bạn trợ lý của Kỳ rằng là ồ, chừng nào Miss Kỳ ký hợp đồng. Nhưng cái câu đó là bên anh Han hỏi là chừng nào Kỳ ký hợp đồng với bên công ty quản để chuyển tiền. Và bác đạo diễn cũng nghĩ là khi nào Kỳ ký hợp đồng với để chuyển tiền, thì mọi người nghĩ Kỳ là vậy. Còn trợ lý của Kỳ thì lại nghĩ rằng là à, hỏi tôi Miss Kỳ đã ký hợp đồng chưa. Tại lúc đó Kỳ cũng chưa ký hợp đồng diễn viên mà cũng chưa nhận đồng nè. Thế là bạn thư ký Kỳ mới nói là Miss Kỳ chưa ký hợp đồng chắc đợi lên Đà Lạt rồi ký. Nên là mọi người lại đợi, và cuối cùng là dính chùm lên trên đó luôn. Dính chùm thì chúng ta mới bị chết chùm. Đúng không? Bây giờ không dính chùm sao chết chùm được rồi nè. Nên là Kỳ cũng khăn gói rồi đó, bỏ người yêu lên trên đó là về Kỳ chết luôn, Kỳ cũng chết chồng luôn, là đừng có chia tay với người yêu luôn. Đúng rồi, thứ ba luôn, là bởi vì mình thông dong trên đó mấy tháng luôn không có về được, vì bắt đầu bảo bọc, coi như bảo bọc. Thì đến cái đợt hai là 6 tỷ xài hết rồi không còn, thì Kỳ mới cương quyết là không đầu tư nữa. Thì bắt đầu mọi người buồn, mọi người lo, rồi anh Han mọi người đều nói giờ sao, phải sao ABC, anh cũng bị mất mặt chứ, vì đây là lần đầu tiên anh cộng tác ở điện ảnh Việt Nam, mà giờ Hàn Quốc và báo chí Hàn Quốc cũng đang theo dõi, mà tự nhiên về bị phá sản thì cảm thấy nó rất là trẻ con và thiếu chuyên nghiệp, anh sẽ bị mất mặt. Rồi cái mọi người cái Kỳ lại ở trong nhà, thì lúc đó là Kỳ nhớ rằng là phó đạo diễn Tuấn, phó đạo diễn, rồi mẹ của cậu con là anh, mẹ Simba, nói chung là nhiều người tới lắm, tới thuyết phục chị Kỳ ơi cứu đoàn đi, chị Kỳ ơi tâm huyết. Thậm chí rằng là có nhiều người nói là chị Kỳ ơi bây giờ mà không có làm được cái phim này là tụi em mất lương và mất tiền nuôi vợ, tại vì tụi em vì cái phim này tụi em nhận mà bây giờ lại không có nhận được một đồng nào, rồi ngược lại bây giờ tụi em quay về tụi em cũng mất job của những phim khác, mà thực ra nghề của tụi em là sống dựa trên phim. Theo như là tụi em đi phim 1.5 tháng thì cái lương đó là lương của 1.5 tháng để tụi em nuôi vợ. Rồi có những bạn thì có một bạn thì là vợ sinh nhưng mà không về vì phải đi theo đoàn phim. Nó có quá nhiều thứ chị Kỳ ngày lúc đó, và lúc đó chị Kỳ cũng bị rối theo luôn, là có nghĩa chị quá mệt, và ngày nào mình cũng nghe mọi người. Và cuối cùng Kỳ mới nói là ok Nhưng ơi, chị sẽ mua lại cái này, nhưng mà với điều kiện là em phải cho chị được cái giá cost của cái kinh phí đầu tư, cái giá chính xác, chứ không phải chị mua để em kiếm lời. Bởi vì em đưa chị vô cái thế mà, và chị rất khó xử và chị quá mệt, và chị có thể lên xe ra sân bay và đi về, còn lại chị để mọi người, vì cái đó không phải trách nhiệm của chị. Nhưng mà hôm lúc đó quá trời chủ nợ luôn, quá trời chủ nợ khách sạn ha, chủ nợ khách sạn, chủ nợ tức từng tật tới. Và cuối cùng thì Kỳ mua. Thì lúc đầu bạn đưa cái giá rất khá là không hợp lý, vì lúc đó sản xuất nó có 30% thôi, thì nó khá là không hợp lý. Thì Kỳ mới vậy thôi, quyết định cho ngừng, không tiếp tục nữa, Kỳ không bơm tiền vô để tiếp tục duy trì, bởi vì càng bơm Kỳ sẽ càng lúng. Ngừng thì Kỳ mới làm việc, thì bạn lúc đầu bạn cũng đưa luật sư lên để cũng hầm hố, nhưng mà lúc luật sư lên rồi thấy chủ nợ gần cả chục người, mở cửa ra là chục người vô đòi xiết này xiết kia, cái luật sư cũng đi về luôn. Chứ bây giờ luật sư là phải liên quan tới pháp lý hợp đồng và cái đúng, bây giờ chủ nợ tới vạch ra tiền cơm không trả, tiền xe không trả, tiền phục ca không trả, tiền thậm chí lúc đó là nghệ sĩ và ekip cũng đang là chủ nợ của nhà sản xuất luôn. Thôi cái luật sư cũng về luôn, đi về luôn. Rồi cái thì mọi người mới nói chị kêu vậy thôi bây giờ chị Kỳ cứu đi chung thôi này nọ. Thì bắt đầu dẫn tới tình trạng là Kỳ nói ok nhưng mà Kỳ phải làm rõ về cái tài chính, là bắt đầu là gì, là đầu mọi người xiết của, thế ví dụ như là chủ khách sạn xiết xe trong đồng, xiết chiếc xe hơi trong phim là cái xe mà Kỳ đụng, rồi xiết đồng hồ của Thiên Nhi, rồi còn ví dụ như bên nhóm mà tài xế là mấy cái xe mà xe chở đoàn đi nọ mới là, thì xiết quần áo của Quang Khai xong mang ra chợ bán.
có. Sau này Kỳ quay mà Kỳ phải đi tìm người mà đã từng mua cái áo đó, bởi vì cái 3 năm sau quay lại là nó thay đổi rồi, Đà Lạt cũng thay đổi, Kỳ phải dựng lại bối cảnh cộng thêm nữa quần áo bên phải. Nó không còn cái chất liệu đó nữa, không có còn chất liệu đó nữa, là phải đi tìm lại cái con người mà đã từng mua cái bộ đồ đó ngoài chợ. Và lúc đó chị ekip phụ trang chỉ cho Kỳ cái người nào đã từng mua đó, có nghĩa ship hết, ship luôn đồ Kelly, ship hết, ship đồ Kỳ luôn. Cái đồng hồ, cái bông tai, cái gì cũng xin lỗi, chỉ còn bộ tóc giả của Vanka là không ship thôi. Đó là thiệt luôn, một cái bộ tóc giả Vanka phải mua thôi, chứ còn lại là ship hết. Và Kỳ ngừng thì Kỳ bắt đầu mới hỏi Nhân, thì Kỳ nói là một là em phải hoàn tiền lại cho chị, và chị không lấy dự án này vì ngay từ đầu nếu là business thì chị lại không phải là cái người gọi là chủ đạo. Còn nếu như bây giờ mà đầu tư, chị biết đầu tư này là chết thôi, thì bây giờ em hoàn tiền thì bạn nói giờ em còn cái mạng thôi chứ giờ em không có tiền. Chẳng lẽ giờ mình mang bản về làm gì trợ lý hả? Và mình đã làm đơn kiện, mình đã từng làm đơn kiện cho tới công an, thì công an mới đưa lại cho Kỳ một cái kết quả. Đó là lý do Kỳ mua luôn cái này. Em ơi, bên anh điều tra thì tài khoản ngân hàng của công ty Yvonne là 0 đồng, giấy phép kinh doanh của công ty thì tụi anh tới thì người ta nói là không, đây không phải là địa chỉ của công ty này, đó là nhà tư nhân, không có. Vậy thì giờ em chỉ chọn thôi, một là tố cáo, hai thì chắc em nên mua lại, còn cái khả năng lấy lại tiền là không có. Cuộc đời của cái bộ phim này là nó không có gì hết. Và mình thấy nó bế tắc dễ sợ luôn, và mình mới suy nghĩ rằng là nếu như giờ mình thẳng tay theo đuổi, mình không có sao hết vì mình đâu có bị kẹt về kinh tế. Nhưng rồi mình lại vô tình đưa một bạn ra trước pháp luật, nó cũng không hay vì bạn cũng là người phụ nữ và còn trẻ. Quay ngược lại, cả trăm con người cũng không ai giải quyết gì hết, toàn bộ các hợp đồng, tiền cát xê, diễn viên, nghệ sĩ, tất cả đều là đang nợ. Mình suy nghĩ khá là lâu, sau vài tháng thì mình quyết định là thôi gọi hẹn bạn ra để mình mua. Thì mình đã trả cho bạn một khoản phí và chi phí mua, mình nhớ là như là 10 mấy tỷ lận. Nhưng mà mình cũng không có sự lựa chọn, đến đây bộ phim này nên là đổ qua chữ không. Không biết gì. Không biết gì. Và mình nghĩ thôi, mình sẽ mua và làm. Thì lúc có nghĩa là phim này, tính ra là phim này nó hay lắm, nó vận tới số 3 nhiều lắm. Nó là gãy 3 lần rồi mà. Gãy 3 lần, sống rồi chết, chết rồi sống, gãy 3 lần. Nó mất 3 năm để ra mắt phim này 3 lần luôn, cũng không. Nó nhiều cái thứ ba lắm, mình không biết cái doanh thu này nó là 3 gì nữa. Hy vọng không phải 3 tỷ đúng không ạ? Chắc chưa? Chắc cũng 3 lần, lời gấp 3 lần hay là 3 lần. Thiệt luôn, bởi vì hôm nay mình xác định, mình có nói với Phúc là Phúc ơi em hãy đi truyền thông mọc đi, em đừng có tô vẽ gì phim này, nếu không chị cúi đầu chị chui xuống ghế luôn. Nếu như phim này ra mà nó không hay thì chắc là thứ nhất là anh chị truyền thông mà ủng hộ chị, người ta sẽ cười vô mặt chị rồi chị sao mà chị chơi gì kỳ mà vì thứ hai nữa là chị còn kinh doanh và chị còn là Lý Nhật Kỳ một cái tên, thì chị không muốn lấy một đồng nào nếu như nó không xứng đáng với sức lao động hoặc là chất lượng phim, nên là chị có nói vậy. Và Kỳ đó là sự thật đó, toàn bộ nãy giờ là Kỳ đang nói sự thật. Rồi Kỳ mua đó, rồi bắt đầu mới đi tìm lại mọi thứ, rồi phải quay lại một số cảnh nữa. Vì lúc đó là ngừng đây, Kim Tuyến quay lại thì lúc đó Kim Tuyến đã vô vai diễn của một phim khác, tóc Kim Tuyến thay đổi, quần áo không có. Xong rồi bây giờ mà muốn quay Kim Tuyến nó phải gần mà hợp luôn, lúc đó là quay cho Kim Tuyến là phải cần tới 13 ngày trên Đà Lạt để quay hết tất cả các phân đoạn. Nhưng mà lúc đó Tuyến kẹt dự án nên là Tuyến chỉ có khoảng 7 ngày thôi, thì đoàn phim mới ngồi họp nhau, nếu mà 7 ngày thì quay nó cũng không được đến đâu luôn. Thì cuối cùng là bác đạo diễn, bác phải ngồi cắt những cái đoạn nào mà phân đoạn cần quay để để mà hỗ trợ cho phim là vừa đúng vừa khớp, chứ không dư luôn. Rồi Kim Tuyến cũng hỗ trợ lên Đà Lạt 3 ngày,
anh hai lúc đó về về phim của anh ở Hàn Quốc, anh cũng về phim, tóc anh cũng dài luôn và anh không có cắt lại được đúng như mình muốn. Nói chung là nó rất là nhiều, và cuối cùng là gì, bộ phim này là không có dư phân đoạn nào hết đó, muốn cắt đi cắt lại nhưng không có gì để cắt nữa, và cũng muốn cắt đi cắt lại hoặc muốn giận tốt hơn cũng không có gì giận, bởi vì nó vừa y, nó thiếu chứ nó không có dư, nên đó cũng là cái khó của ekip. Dạ, cảm ơn chị có nói về Kim Tuyến với vai Kelly có những